Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, bộ mặt nông thôn ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân các dân tộc ngày càng được nâng lên rõ rệt. Buôn Tân Dũ, xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, hiện có gần 470 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào Ế Đê. Trước đây, đời sống nhân dân trong buôn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn. Thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao. Giờ đây, buôn Tân Dũ đã có nhiều đổi mới, là một trong những buôn du lịch cộng đồng của thành phố Buôn Ma Thuột. Đến nay, hầu hết các tuyến đường trong buôn đều được trải nhựa hoặc bê tông hóa, thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất và vận chuyển nông sản. Bà con trong buôn đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Không chỉ đầu tư phát triển sản xuất, nhiều hộ gia đình trong buôn còn chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, ngành nghề truyền thống của dân tộc gắn với kinh doanh, dịch vụ, du lịch. Với trách nhiệm của chúng tôi từ cấp ủy đến ban tự quản luôn luôn động viên bà con nhân dân trong buôn thực hiện theo tiêu chí mà chủ trương của Đảng đã đề ra. Chúng tôi thấy như vậy từ đó đến bây giờ thấy nó thay đổi rất là hẳn. Tôi nói ví dụ như là về kinh tế, về trồng trọt, về chăn nuôi. Để mà đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, cái vai trò của hợp tác xã cũng là rất quan trọng. Thứ nhất là để bảo tồn gìn giữ, còn thứ hai nữa là để bà con có thu nhập thêm để nâng cao cuộc sống cùng với Đảng nhà nước đề ra. Cho nên là bản thân tôi cùng với ban tự quản luôn luôn kết hợp với nhau để mà công việc trong buôn làng của mình được phát triển tốt cũng giống như là phát triển kinh tế. Thông qua việc lồng ghép hiệu quả các chính sách dân tộc gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hiện nay diện mạo các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư hoàn thiện, bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, cùng thực hiện tốt hương ước, quy ước ở các khu dân cư, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Gần đây đó thì bộ mặt của buôn thay đổi rất là nhiều, được sự quan tâm của nhà nước. Và trong khi đó thì buôn đã thành lập cái câu lạc bộ đến số năm là 4 năm đã thực hiện. Và những cái cụ đã lớn tuổi thì người ta cũng tham gia rất phong trào rất là nhiệt tình. Và từ khi thành lập được cái đội này á thì phong trào văn nghệ văn công như đội chiêng này, chiêng đồng, chiêng tre này, rồi đi giao lưu các buôn để cọ sát là phong trào rất là nổi. Đó là chúng tôi sẽ tập trung cho cái nâng cao cái chất lượng, đặc biệt là cái việc đó là sự tham gia của người dân, mở rộng các mô hình hợp tác xã, các cái chuỗi liên kết, đặc biệt là các cái chuỗi liên kết của các sản phẩm chủ lực như cà phê, rồi sầu riêng, tiêu và các cái cây công nghiệp mà có giá trị cao, rồi nâng cao các cái giá trị sản xuất ở các cái đơn vị, các cái mô hình hợp tác xã, mà đặc biệt là phải ưu tiên cho cái việc đó là chủ thể là người dân trong quá trình thực hiện đó là để nâng cao cái đời sống cho người dân. Với các chủ trương chính sách phù hợp của Đảng và nhà nước đã tạo nền tảng vững chắc để đồng bào các dân tộc ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục vững tin ra sức thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, từ đó phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển.